thiện có thể sinh ra đức. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định. Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn. Vì sao sau tuổi trung niên, có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. Tâm ta giống như một con đường, ta càng tính toán, càng lắm mưu nhiều kế thì con đường ấy càng cục. Đường rộng không bằng tâm rộng, tâm rộng một tấc, đường rộng một trường. Nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Có lần Đức Phật dạy rằng loài người được chia làm hai hạng. Một hạng như cái giếng nước ở ngã tư đường cho muôn người sử dụng. Một hạng như cái giếng nước nằm trong rừng sâu, hiếm ai dùng được. Hạnh phúc thay nếu bạn được người khác lợi dụng. Điều đó chứng tỏ rằng bạn có giá trị nên người khác mới trông mong, nhờ cậy. Thế thì ta không nên sợ bị người đời lợi dụng, chỉ sợ lòng mình hẹp, chẳng ai dám cậy nhờ. Trong cuộc sống này, sự thành thật, sự lương thiện luôn luôn là một điều tối cần thiết cho mỗi người chúng ta. Sự lương thiện là vầng trăng sáng nơi tâm hồn mỗi người. Vầng trăng thiện lương có thể chiếu sáng bầu trời tinh thần, cảm hóa và thay đổi tâm hồn tất cả những ai đi dưới ánh sáng của nó. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tưới tẩm mỗi ngày thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo, thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm, tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện lương của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại, ấm nóng. Hành thiện chẳng phải là gửi tiền trong ngân hàng. Người thiện thực sự không quan tâm tới tiền lời, tiền lãi. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc thiện của mình. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật dạy: người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng một đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác giống như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Ai mang thân người tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng từ mùng một đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật đáng quý phải không? Ai ơi, tỉnh thức lặng thầm, phút giây hơn cả nghìn năm mê mờ. Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ, lòng không biên giới chạm bờ yêu thương. Hay chăng đời đó hạt sương, được thua chỉ cũng vô thường cuốn trôi. Buông đi một lúc riêng ngồi, ngắm vần hồng rạng bên trời hạo nhiên. Trăm năm rộn rã ưu phiền, biết chân hạnh phúc bình yên tại lòng.
Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Có thể những người chọn cách sống lương lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng hơn, nhưng mà những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng. Gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh. Nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Thế gian như một tấm gương, nếu mặt mày ta nhăn nhó, bóng hình trong gương cầu có, lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười bóng trong gương cười lại. Vì thế chớ nên ngần ngại nhìn ai gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lau gương lòng cho sáng, sẽ thấy đời luôn tỏ rạng dù ngoài kia vẫn mù sương. Mọi người là một tấm gương, bài học hằng luôn phản chiếu. Nếu lòng có thương và hiểu, đời vi diệu ngát hương hoa. Số mạng là do chính mình tạo ra, phước đức do chính mình cầu mà được. Trong sách vở Nho Gia có nhiều chỗ dạy rõ điều đó. Kinh Phật lại có nói: cầu công danh ắt được công danh, cầu sống lâu ắt được sống lâu, cầu con trai con gái ắt có con trai con gái. Nói dối là giới cấm quan trọng mà Đức Phật Thích Ca đã chế định. Lẽ nào chư Phật, Bồ Tát lại nói dối để lừa gạt người đời hay sao? Mạnh Tử có nói rằng: cầu ắt sẽ được, ấy là cầu nơi chính mình. Đạo đức nhân nghĩa là ở nơi chính mình, nên có thể gắng sức cầu được. Còn như công danh phú quý vốn không ở nơi chính mình, làm sao có thể cầu được? Thiền sư Vân Cốc nói: lời Mạnh Tử vốn không sai, chỉ do ông tự hiểu sai thôi. Ông không nghe Đức Lục Tổ có dạy rằng: hết thảy ruộng phước vốn chẳng xa lìa gan tất, từ trong tâm này mà cầu thì mọi tâm niệm đều thông suốt. Cầu nơi chính mình, đó không chỉ là riêng được đạo đức nhân nghĩa, mà cũng được cả công danh phú quý, trong ngoài đều được cả. Cầu như vậy hữu ích là vì cầu được. Nếu không quay về cứu xét nơi tự thân mình, nếu chỉ biết hướng theo ngoại cảnh rong ruổi tìm cầu, thì mong cầu là một việc mà được hay không lại còn phải tùy vào số mạng. Như vậy có khi trong ngoài đều mất cả, vì cầu mà không được. Cầu như vậy ắt là vô ích. Nhà làm việc thiện ắt
có niềm vui, nhà làm việc ác ắt gặp tai ương. Sách Thượng Thư Thiên Thái Giáp có nói: tai họa do trời giáng xuống còn có thể tránh né, tai họa do chính mình tạo ra thì không còn đường sống. Kinh Thi nói: lời nói việc làm thường hợp đạo trời, ấy là tự mình cầu được nhiều phước đức. Kinh Dịch nói rằng: bậc quân tử hướng về điều lành, tránh đi điều dữ. Nếu nói mệnh trời là không thể thay đổi, vậy điều lành làm sao có thể hướng về, điều dữ làm sao có thể tránh đi? Lại cũng trong Kinh Dịch, Quẻ Khôn ngay nơi phần ý nghĩa mở đầu đã nói rằng: nhà làm việc thiện ắt có niềm vui, nhà làm việc ác ắt gặp tai ương. Cho đến việc cầu đảo mệnh trời, điểm cốt yếu vẫn là phải từ nơi tâm niệm rộng rang không động niệm như thế mà tạo ra sự cảm ứng thay đổi. Mạnh Tử khi bàn về cái học lập mệnh có nói: chết yểu với sống lâu vốn chẳng phải hai điều khác nhau. Phân tích đến chỗ sâu xa tinh tế thì dư thừa với thiếu thốn vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng giàu, nghèo. Bế tắc với hành thông vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sang, hèn. Chết yểu với sống lâu vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sống, chết. Người đời lấy chuyện sống chết là quan trọng, cho nên Mạnh Tử chỉ nói chết yểu, sống lâu. Nhưng kỳ thật, hết thảy những chuyện vừa lòng hay nghịch ý trong cuộc đời cũng đều cùng một nguyên lý như vậy. Cho đến câu hãy tu sửa tự thân để chờ đón mọi việc, đó là nói việc làm thiện tích đức có thể chuyển đổi mệnh trời. Nói tu sửa tự thân, đó là tự thân mình có điều gì lỗi lầm xấu ác đều phải đối trị, dứt trừ đi. Nói chờ đón, đó là sẵn sàng đợi việc xảy ra. Nhưng nếu trong lòng có chút mong cầu điều tốt đẹp hay nồng nào chờ đợi, đều phải dứt sạch đi. Đạt đến mức như thế, đó là tự tạo ra được cảnh giới nguyên sơ không động niệm. Đó chính là cái học chân thật. Kinh Thư nói: lòng trời khó tin chắc, mạng số không nhất định. Lại nói: chỉ riêng mạng số là không nhất định. Những lời ấy đều không hư dối. Mọi việc họa phúc đều do chính mình chuốc lấy. Đó chính là lời dạy của các bậc thánh hiền. Nếu cho rằng họa phúc đều do trời định sẵn, đó chỉ là lời mê muội của người thế tục không biết tu tập mà thôi. Còn như khi chưa biết được số mạng thì sao? Đang lúc thời vận được vinh hiển, hãy thường tưởng như đang suy sụp sa sút. Đang lúc thời vận thuận lợi, hãy thường tưởng như đang gặp điều trái nghịch trở ngại. Đang lúc được ấm no đầy đủ, hãy thường tưởng như đang nghèo túng, đói thiếu. Đang lúc được người người yêu kính, hãy thường tưởng như đang phải sợ sệt, lo lắng. Đang lúc được quyền cao chức trọng, hãy thường tưởng như đang ở vào vị trí thấp hèn. Đang lúc có được học vấn cao xa sâu rộng, hãy thường tưởng như mình là người thiển cận thô lậu. Nghĩ xa thì thường lo việc nêu cao đức hạnh của tổ tiên. Nghĩ gần thì thường không dám phơi bày lỗi lầm khiếm khuyết của cha mẹ. Trên phải thường nghĩ việc báo đền ơn tổ quốc, dưới phải luôn lo việc tạo phúc cho gia đình. Đối với bên ngoài, phải luôn nghĩ đến việc giúp người khi khẩn thiết. Đối với tự thân, phải luôn ngăn ngừa những ý niệm tà vậy của chính mình. Mỗi ngày đều phải tự thẩm xét để biết lỗi mình thì mỗi ngày đều có sửa lỗi. Một ngày không tự biết lỗi mình thì ngày ấy vẫn an nhiên tự cho mình là đúng. Một ngày không có lỗi lầm nào được tu sửa thì ngày ấy không hề có sự tiến bộ. Người đời không ít kẻ thông minh tài trí, nhưng sở dĩ không vun bồi phước đức cho sâu dày, không phát triển nghiệp lành cho rộng khắp, ấy chỉ vì sự quen theo nếp cũ, do dự, rụt rè, không đủ quyết tâm để nỗ lực thay đổi, tự lập số mạng, nên cứ thế mà mê đắm trôi qua hết một đời. Nói chung, điềm báo những điều tốt lành hay tai họa đều khởi lên từ trong tâm người, rồi biểu hiện ra bên ngoài thành hành vi, lời nói. Những người hết sức nhân hậu, phóng khoáng, tử tế với người khác thường được phước lành.
Những kẻ hết sức khắt khe hẹp hòi, bạc đãi người khác thường cận kề tai họa. Người phàm mắt thịt bị nhiều che chướng không nhìn thấy được, do đó cho rằng vận số chưa xác định nên không thể suy lượng biết được. Lòng người hết sức chân thành thì phù hợp với đạo trời. Khi phước lành sắp đến, quan sát việc làm thiện của người thì có thể biết trước được. Khi tai họa sắp xảy ra, quan sát việc làm xấu ác của người ắt cũng có thể biết trước. Này muốn được phước lành, tránh xa tai họa, hãy khoan nói đến việc làm thiện, mà trước tiên phải lo tu sửa lỗi lầm. Bàn về việc tu sửa lỗi lầm, điều cốt yếu trước tiên là phải khởi tâm biết xấu hổ. Hãy nghĩ đến các bậc hiền thánh từ xưa, sao cũng là thân người như ta, nhưng lại có thể làm bậc thầy của muôn thuở. Còn ta, vì sao suốt một đời kém cỏi vô dụng như gạch vụn, ngói bể? Ấy chỉ vì ta mê đắm trong tình đời, lén lút làm những điều trái nghịch đạo nghĩa, lại cho rằng người khác không ai biết, nên thản nhiên cao ngạo, không chút hổ thẹn, ngày sau sa đọa vào loại cầm thú mà không hề tự biết. Việc đáng xấu hổ trong đời này thật không gì lớn hơn thế nữa. Mạnh Tử nói: biết xấu hổ là đức tính quan trọng của con người, giữ được tâm tính ấy là thánh hiền, đánh mất đi thì chẳng khác gì cầm thú. Cho nên khởi tâm biết xấu hổ là nền tảng cốt yếu nhất trong việc tu sửa lỗi lầm. Điều quan trọng tiếp theo là phải biết khởi tâm sợ sệt, không dám làm điều sai trái. Trời đất từ trên soi thấu, quỷ thần không dễ dối lừa. Này ta làm điều sai trái, tuy là ở nơi ẩn khuất không ai thấy biết, nhưng trời đất quỷ thần thật soi xét thấy rõ. Nếu là tội nặng, ắt sẽ giáng xuống trăm tai ngàn họa. Nếu là tội nhẹ, ắt sẽ hao tổn phước đức hiện có. Như thế làm sao có thể không lo sợ? Không chỉ ở nơi vắng vẻ khuất tất là như thế, mà giữa những chốn đông người qua lại cũng như thế. Cho dù ta cố che giấu thật kín đáo, biện bạch thật khéo léo, nhưng những điều giấu trong gan ruột rồi cũng sẽ sớm lộ ra, rốt cuộc cũng không thể tự dối lòng mình. Đến khi bị người khác phát hiện biết rõ việc xấu mình làm, thì nhân cách tự thân thật chẳng đáng một xu. Như vậy có thể không sợ được sao? Hơn nữa, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở thì dù tội lỗi lớn đến đâu cũng có thể hối cải. Xưa con người suốt đời làm việc xấu ác, đến khi sắp chết mới tỉnh ngộ hối lỗi, phát khởi một niệm lành, liền được kết quả tốt đẹp. Cho nên nói rằng khởi một niệm lành hết sức mạnh mẽ, có thể đối trị được những điều xấu ác trong cả trăm năm. Cũng giống như hang sâu tăm tối ngàn năm, chỉ một ngọn đèn vừa chiếu sáng thì bóng tối ngàn năm lập tức bị phá trừ. Vì thế, những việc lỗi lầm bất luận là phạm vào đã lâu hay chỉ mới gần đây, phải lấy việc biết tu sửa là điều đáng quý nhất. Cuộc đời vô thường, thân người hết sức mong manh dễ mất, chỉ một hơi thở dừng lại không tiếp nối thì dù muốn hối cải tu sửa cũng không còn kịp nữa. Khi ấy thì trên chốn dương gian phải cam chịu tiếng xấu ngàn năm, cho dù con thảo cháu hiền cũng không thể thay ta rửa sạch. Lại dưới cõi u minh, ắt phải trầm luân ngàn kiếp trong địa ngục cam chịu nghiệp báo. Cho dù là các vị thánh hiền hay Phật, Bồ Tát cũng không thể dẫn dắt cứu ta ra khỏi. Ôi, như thế có thể nào không sợ được sao? Điều quan trọng thứ ba là phải phát tâm tu sửa thật dũng mãnh. Người đời đa phần không thể tu sửa lỗi lầm là vì cứ quen theo nếp cũ mà sa đọa. Chúng ta cần phải phấn chấn mạnh mẽ vươn lên, không được phân vân trì trệ, không được chậm trễ dùng dặn. Đối với lỗi nhỏ nhặt, phải xem như bị gai đâm vào thịt, cần nhanh chóng lấy ra. Đối với lỗi nặng nề nghiêm trọng, phải xem như bị rắn độc cắn vào ngón tay, lập tức chặt bỏ không chút chần chừ. Đó là nói đến lợi ích của sự phát tâm dũng mãnh, nhanh chóng như sấm chớp, như gió mạnh. Phát khởi đầy đủ ba tâm niệm như trên, biết khổ thẹn, biết sợ sệt lỗi lầm và quyết tâm tu sửa thật dũng mãnh,
thì mỗi khi mắc phải lỗi lầm liền sửa đổi được ngay. Ví như lớp băng mùa xuân gặp ánh mặt trời, lo gì không tan chảy. Tuy nhiên, lỗi lầm xấu ác của con người có thể theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa, cũng có thể dựa trên sự suy xét đạo lý mà tu sửa, lại cũng có thể ngay từ trong tâm ý mà tu sửa. Mỗi phương cách tu sửa như vậy đòi hỏi công phu khác nhau, mà hiệu quả cũng khác nhau. Chẳng hạn như ngày trước thường giết hại sinh mạng, nay giữ giới không giết hại. Hoặc như ngày trước thường nóng giận, nay cố ngăn giữ không còn nóng giận. Những sự tu sửa như thế là theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa. Tu sửa theo cách như vậy là cố sức kiềm chế sự việc đã biểu lộ ra bên ngoài, nên thật hết sức khó khăn. Nhưng cội gốc của những lỗi lầm ấy rốt cuộc vẫn còn nguyên đó, trừ bỏ nơi này lại nảy sinh nơi khác, thật không phải phương cách rốt ráo để tu sửa triệt để mọi lỗi lầm. Người khéo léo hơn trong việc tu sửa lỗi lầm thì khi sự việc còn chưa biểu lộ ra bên ngoài đã sớm suy xét đạo lý của sự việc ấy. Chẳng hạn như đối với việc giết hại sinh mạng, liền suy xét theo đạo lý rằng trời đất luôn có đức hiếu sinh, muôn loài đều tham sống sợ chết. Này ta giết hại loài vật để nuôi dưỡng thân mình, làm sao có thể tự thấy an ổn trong lòng? Hơn nữa, con vật bị giết kia đã bị đâm chém cắt xẻo, rồi lại bị cho vào nồi nước sôi chảo dầu nóng, đau đớn thống khổ thấu tận xương tủy. Ta lại dùng thân xác nó để nuôi dưỡng mình, dẫu có bày ra thành trăm món ngon lạ, ăn qua khỏi miệng cũng đều tiêu mất. Trong khi đó, chỉ cần canh rau đơn sơ cũng đủ no bụng, vì sao phải giết hại sinh mạng của muôn loài, làm tổn hại đến phước đức của mình? Lại suy xét đến việc hết thảy muôn loài có máu thịt, khí chất cũng đều có linh tính, tri giác. Đã có linh tính, tri giác thì đối với loài người chúng ta cũng là cùng một bản thể. Này tự thân ta đã không thể tu tập thành bậc chí tôn chí đức để muôn loài phải tôn kính, gần gũi, nương cậy ta, lẽ nào lại còn xuống tay giết hại sinh mạng của chúng, khiến chúng phải đem lòng oán hận, căm thù ta không sao nói hết. Suy xét được thấu đáo những điều như thế thì khi nhìn thấy món ăn do giết hại mà có, ắt phải hết sức đau lòng, không thể nào nuốt trôi qua khỏi cổ. Hoặc như trước đây vốn thường nóng giận, liền suy xét rằng đối với người có chỗ cư xử kém cỏi chẳng bằng ta, xét về tình thì nên khởi lòng thương xót họ mới đúng. Đối với người làm việc trái lý lẽ xúc phạm ta, thì đó là sai trái của họ, nào có liên quan gì đến ta. Nghĩ như thế thì thấy thật không có gì để giận dữ cả. Lại suy xét rằng trong thiên hạ chẳng có bậc hào kiệt nào lại tự mãn, luôn cho mình là đúng, cũng không có học thuyết nào dạy ta oán ghét người khác. Công hạnh có điều chưa đạt được đều là do phước đức tự thân ta chưa tu tập đúng mức, chưa đủ cảm hóa người khác. Ta cần phải lấy những điều đó để tự phản tỉnh, suy xét về bản thân mình. Như vậy thì khi có người đến phỉ báng làm nhục, liền xem đó như sự cọ xát, rèn luyện giúp đá thô thành ngọc quý, như thế ắt phải vui mừng đón nhận, làm sao có thể nổi giận. Hơn thế nữa, nếu ta bị phỉ báng mà không nổi giận thì những lời xúc phạm ấy dù có nhiều đến đâu cũng chỉ như kẻ đốt lửa giữa khoảng không, rốt cuộc cũng phải tự liệm tắt. Bằng như nghe lời phỉ báng mà nổi giận thì cho dù hết lòng khéo léo biện bạch cũng chẳng khác nào con tầm mùa xuân nhả tơ làm kén, ngày càng tự trói chặt lấy chính mình. Như vậy sự nóng giận chẳng những là vô ích mà còn gây hại nữa. Đối với hết thảy những lỗi lầm xấu ác khác cũng đều dựa theo đạo lý mà suy xét như thế. Nếu sự suy xét đạo lý đã được rõ ràng sáng tỏ thì mọi lỗi lầm xấu ác đều sẽ tự chấm dứt. Thế nào là tu sửa lỗi lầm ngay từ trong tâm? Đó là tự xét rằng lỗi lầm xấu ác của con người có vô số nguyên nhân, nhưng hết thảy đều do tâm tạo tác. Nếu trong tâm mình an nhiên bất động thì lỗi lầm dựa vào đâu mà sinh khởi? Người tu học phương pháp sửa lỗi này đối với những lỗi lầm xấu ác như háo sắc, tham danh, tham tiền của, dễ nóng giận, v.v.
Không cần thiết phải truy đuổi tìm kiếm đối trị từng loại, chỉ cần một lòng chuyên chú làm thiện, lúc nào cũng duy trì ý niệm chân chánh, thì bao nhiêu ý niệm tà vậy xấu ác sẽ tự nhiên không thể khởi lên làm ô nhiễm. Ví như khi mặt trời rực sáng giữa không trung, các loại yêu ma quỷ quái thảy đều trốn mất. Đây là phương pháp sửa lỗi chân truyền tinh tế nhất. Mọi lỗi lầm đều do tâm tạo tác, nên cũng do nơi tâm mà sửa đổi. Ví như việc đốn trừ loại cây độc, phải trực tiếp chặt phá ngay vào gốc rễ, đâu cần phải đốn tỉa từng cành nhánh, ngắt bỏ từng chiếc lá. Nói chung thì phương pháp đối trị lỗi lầm ngay từ trong tâm là vượt trội và hiệu quả hơn hết. Đang khi tu tập giữ tâm thanh tịnh, nếu trong tâm vừa khởi động niệm xấu ác, liền tức thời rõ biết. Rõ biết rồi thì niệm xấu ác đó liền tự nhiên không còn nữa. Bằng như chưa đủ sức để tu tập theo phương pháp trị tâm, thì nên dùng phương pháp suy xét rõ ràng theo đạo lý để trừ bỏ lỗi lầm. Nếu vẫn chưa đủ sức dùng phương pháp suy lý, thì nên dùng phương pháp đối trị theo sự việc sai trái đã biểu hiện. Nếu như sử dụng phương pháp trị tâm cao nhất, đồng thời kèm theo những phương pháp còn lại, như vậy cũng chẳng có gì sai lầm. Nhưng nếu chỉ biết sử dụng những phương pháp kém hiệu quả mà không biết đến phương pháp vượt trội hơn, thì thật là khờ dại. Cho nên, khi phát nguyện sửa đổi lỗi lầm xấu ác, thì giữa nơi sáng rõ nên cầu được bạn tốt nhắc nhở, ở chỗ u tối khuất lấp nên nguyện có quỷ thần soi xét chứng minh. Hết lòng sám hối những tội lỗi đã qua, ngày đêm không chút giải đãi buông lung, trải qua một tuần, hai tuần, cho đến một tháng, hai tháng, ba tháng, ắt phải có hiệu quả ứng nghiệm. Chẳng hạn như cảm thấy tinh thần điềm nhiên, thư thái khoáng đạt, hoặc cảm thấy như trí tuệ khai mở, hốt nhiên sáng suốt, hoặc có những lúc rơi vào cảnh rối ren phiền nhiễu, nhưng cảm xúc, suy nghĩ đều suốt thông không vướng mắc. Hoặc có những lúc gặp kẻ oán thù nhưng có thể bình tâm đổi giận làm vui. Hoặc mơ thấy nôn mửa ra vật đen tối, hoặc mộng thấy các bậc hiền thánh ngày trước hiện đến dắt dẫn ân cần, hoặc mơ thấy mình đi lại nhẹ nhàng trên hư không, hoặc mộng thấy những thứ như cờ phướng, lòng quý, đủ mọi cảnh tượng thù thắng tốt đẹp. Hết thảy những điều như thế đều là biểu hiện của việc đã dứt trừ được lỗi lầm xấu ác. Tuy nhiên, không được bám chấp vào những thành tựu như thế mà vội khởi tâm cao ngạo tự mãn, vì như thế sẽ ngăn trở ta không thể tiến bộ thêm nữa. Chúng ta đều là những kẻ phàm tục tầm thường, những điều lỗi lầm xấu ác tích tụ dày đầy không kể xiết. Thế mà khi nhìn lại những việc đã qua, lại thường chẳng thấy được lỗi lầm chi cả. Ấy là bởi tâm mê muội nên mắt bị che mờ. Tuy nhiên, con người khi lỗi lầm xấu ác quá sâu nặng cũng có những biểu hiện có thể thấy được, chẳng hạn như tinh thần u ám, bế tắc, nói trước quên sau, hoặc không duyên cớ gì nhưng trong tâm vẫn thường phiền não bực dọc, hoặc đối diện với người hiền lương quân tử thì cảm thấy hổ thẹn ngượng ngùng, hoặc được nghe những lời bàn luận chân chánh nhưng lại không vui thích, hoặc thường bị rơi vào cảnh làm ơn mắc oán, hoặc đêm nằm mộng thấy những chuyện điên đảo trái nghịch. Nếu nặng nề quá, có thể sinh ra nói năng lộn xộn, tâm thần bất định. Hết thảy những điều như vậy đều là biểu hiện của việc làm xấu ác. Nếu thấy có một trong những biểu hiện như thế, thì phải lập tức phát tâm mạnh mẽ phấn chấn, quyết lòng dứt bỏ lỗi cũ, dựng xây đời mới. Mong sao người nghe, người đọc hiểu đúng được những điều như trên để không tự dối mình. Kinh dịch nói: nhà nào tích chứa điều lành, ắt có thừa niềm vui. Kinh dịch nói: điều thiện không tích chứa thì không đủ tạo thành danh thơm tiếng tốt. Điều xấu ác không tích chứa thì không đủ gây thành họa diệt thân. Kinh thư nói: tội ác của nhà thương như tiền sâu thành chuỗi, không phải chỉ trong một lúc mà thành. Cũng như việc tích chứa đồ vật vào vật chứa, nếu siêng năng tích chứa, ắt có ngày sẽ đầy đủ trọn vẹn. Nếu biến trễ không tích chứa, ắt chỉ được một phần,
không thể chứa đầy trọn vẹn. Lại nữa, ngày xưa có một cô gái đến chùa muốn cúng dường nhưng không có nhiều tiền, chỉ còn vỏn vẹn 2 đồng xu, liền mang ra cúng hết cho chùa. Vị tăng trụ trì thấy vậy đích thân làm lễ sám hối cho cô. Nhờ công đức ấy, không lâu sau cô được tuyển vào cung vua, thọ hưởng giàu sang phú quý. Cô lại viếng chùa mang theo 1.000 lượng bạc đến cúng dường. Vị tăng trụ trì chỉ sai đồ chúng làm lễ hồi hướng rồi thôi. Cô ấy liền hỏi: ngày trước con cúng dường chỉ có 2 đồng xu, thầy đích thân làm lễ sám hối cho con. Nay con cúng dường đến cả 1.000 lượng bạc mà thầy không tự thân làm lễ hồi hướng là vì sao? Thầy trụ trì đáp: số tiền trước đây tuy ít nhưng tâm cúng dường hết sức chân thành. Nếu lão tăng này không đích thân làm lễ sám hối thì không xứng với công đức ấy. Nay số tiền cúng dường tuy nhiều nhưng tâm cúng dường không được chí thiết như trước. Có người thay ta làm lễ sám cũng đã đủ rồi. Như thế, cúng dường 1.000 lượng bạc nhưng thiếu tâm thành thì vẫn chỉ là việc thiện một phần, mà cúng dường chỉ 2 đồng xu với tâm chí thành được xem là trọn vẹn. Lại như người mang tài vật ra cứu giúp người khác, bên trong không thấy có bản thân mình là người cứu giúp, bên ngoài không thấy có người được cứu giúp, khoảng giữa không thấy có tài vật được mang ra cứu giúp. Đó gọi là thấu suốt bản thể của người thí, vật thí và kẻ nhận thí đều không thật, cũng gọi là tâm thanh tịnh chuyên nhất. Được như vậy thì một đấu thóc cũng có thể gieo trồng công đức không bờ bến, một đồng xu cũng có thể làm tiêu trừ tội lỗi trong 1.000 kiếp. Nhưng nếu như tâm này chưa được rỗng rang thanh tịnh thì dẫu đến vạn vật vàng ròng mang làm việc thiện, phước đức vẫn không đầy đủ trọn vẹn. Những việc thiện mà người đời thấy biết được, đó là tạo phước ở đời. Những việc thiện mà người đời không hay biết, đó là tích âm đức. Tích âm đức thì được trời báo đáp, còn tạo phước ở đời thì được hưởng tiếng tốt. Tiếng tốt đó cũng là phước báo vậy. Nhưng danh tiếng vốn là chỗ đối kỵ với lẽ tự nhiên của tạo vật. Người nào được thọ hưởng danh tiếng tốt đẹp mà không thực sự xứng đáng thì đa phần đều phải chuốc lấy tai họa. Người nào không có lỗi lầm xấu ác gì mà phải oan ức nhận lấy tiếng xấu thì con cháu lại thường được nhanh chóng phát đạt. Sự khác biệt giữa tích âm đức với tạo phước ở đời thật hết sức tinh tế, nhỏ nhặt khó thấy. Đã sinh ra làm người, ai ai cũng sẵn có tâm hiền thiện. Nhưng đường đời bôn ba xuôi ngược nên rất dễ đắm chìm sa đọa vào nẻo xấu ác. Vì thế, khi giao tiếp ở đời, ta nên khéo léo vận dụng phương tiện để giúp người khác trừ bỏ những nhận thức sai lầm mê muội. Ví như vì kẻ đang say trong giấc mộng đêm dài mà giúp cho nhất thời tỉnh mộng, lại ví như kẻ bị vây hãm đã lâu trong khổ đau phiền não mà cứu thoát đưa đến nơi mát mẻ trong lành. Ân huệ đó thật lớn lao không gì bằng. Tạo ra số mạng là trời, mà an lập số mạng là chính mình. Nỗ lực làm thiện, rộng tích âm đức thì có phước đức nào mà không cầu được. Việc làm thiện tích âm đức đều từ nơi tâm mình mà ra. Thường giữ tâm hiền thiện thì được vô lượng công đức. Việc lành giữ tốt xấu chắc chắn đều do chính mình. Cần phải biết giữ lòng hiền thiện, kiểm soát mọi việc làm của mình, không một mảy may phạm vào những điều xấu ác, luôn khiêm hạ nhún nhường, khiến cho trời đất quỷ thần đều cảm động trợ giúp. Như thế mới có được nền tảng để hưởng phước bóng. Cho nên phước đức đều do chính mình tự tạo. Ở huyện Bồ Điền thuộc tỉnh Phúc Kiến có nhà họ Lâm. Đời trước có một lão bà ưa thích làm điều thiện, thường làm bánh bột gạo rồi đem bố thí cho người. Ai đến xin cũng cho, không chút phiền hà. Có một vị tiên hóa hình làm đạo nhân, sáng nào cũng đến xin 6-7 cái bánh. Lão bà ngày nào cũng đưa cho, trải qua 3 năm đều đặn như vậy. Vị tiên thấy được tấm lòng chân thành của bà rồi, liền nói: ta ăn bánh của bà đã 3 năm, biết làm sao đền đáp. Sau nhà bà có một chỗ đất, khi nào bà mất đi
dặn trước người nhà hãy chôn cất bà nơi ấy, con cháu về sau sẽ được hưởng quan tước nhiều như số hạt mè trong một thăng mè. Người con trai theo lời mẹ dặn, chôn cất lão bà nơi chỗ đất ấy. Ngay đời sau đó đã có 9 người đỗ đạt. Trải qua nhiều đời sau nữa thì những người quyền quý quan tước trong họ ấy rất nhiều. Tỉnh Phúc Kiến có lưu truyền câu tục ngữ rằng: không có họ Lâm thì không lập được bản vàng. Ý nói không một khoa thi nào lại không có người họ Lâm đỗ đạt. Quan Thượng Thư họ Ưng, người Đài Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, thuở còn thanh niên học tập trong vùng núi, ban đêm có bọn ma quỷ tụ tập kêu rú, thường khiến mọi người kinh sợ, nhưng riêng ông không chút sợ sệt. Một đêm nọ, ông nghe tiếng quỷ nói: có một phụ nữ kia vì chồng đi xa đã lâu không về, cha mẹ chồng nghĩ là con mình đã chết nên ép cô ấy phải lấy chồng khác. Cô ấy không chịu nên đêm mai sẽ thắt cổ tự tử ở nơi ấy. Vậy là ta có người thế thân rồi. Họ Ưng nghe biết được tên người phụ nữ trong câu chuyện, liền ngầm bán ruộng nhà được 4 lượng bạc, rồi viết một bức thư giả làm thư của người chồng gửi về nhà, kèm theo cả 4 lượng bạc. Cha mẹ chồng của người phụ nữ kia được thư, xem chữ viết không phải của con mình nên nghi ngờ, nhưng rồi lại nghĩ thư có thể giả, nhưng tiền làm sao giả được. Vì thế họ cho rằng con mình vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ kia nhờ vậy không bị ép lấy chồng khác. Về sau người chồng quay về, vợ chồng lại được đoàn tụ như xưa. Một đêm họ Ưng lại nghe quỷ nói với nhau: ta đã sắp có người thế thân, chỉ do gã tú tài này phá hỏng chuyện của ta. Có con quỷ gần đó hỏi: sao mày không hại nó? Quỷ kia đáp rằng: Thượng Đế thấy người này tâm địa tốt lành nên đã truyền lệnh ghi âm đức cho ông ta sau này sẽ làm quan thượng thư, tao làm sao có thể hại được. Họ Ưng nghe như vậy càng thêm nỗ lực, việc thiện ngày càng làm được nhiều hơn, phước đức càng thêm sâu dày. Gặp năm mất mùa đói kém, ông liền mang gạo của nhà ra cứu giúp cho người đói. Gặp người thân thích có việc nguy cấp, ông liền ân cần giúp đỡ họ vượt qua. Gặp những hoàn cảnh trái nghịch, ông thường quay lại tự xét lỗi mình rồi vui vẻ chấp nhận. Con cháu của ông đỗ đạt thành danh, tính đến thời điểm đó số lượng rất nhiều. Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời thật bất công, vì bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Nhưng thực ra khi bạn cho đi, tức là bạn đã nhận lại rất nhiều rồi đó. Đó chính là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Đôi khi bạn thắc mắc vì sao khi người khác buồn, bạn luôn ở bên để xoa dịu vết thương trong lòng họ. Nhưng đến khi bạn buồn thì chẳng thể tìm được ai sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của mình. Thật ra không có sự bất công nào ở đây hết. Có chăng là bạn có thể nhận lại sớm hay muộn những đền đáp từ người khác mà thôi. Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Sự cho đi đích thực chính là cho đi không cần toan tính sẽ nhận lại được những gì. Bạn càng tính toán thì càng cảm thấy bức xúc, tâm càng không tịnh. Khi ấy, bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều mang tính vay trả, hoặc vô hình hoặc hữu hình. Chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau là vì có duyên. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi chúng ta. Nhưng bạn nên nhớ rằng trong tình yêu, ta hoặc sẽ nhận được niềm vui hạnh phúc, hoặc sẽ nhận được sự chán chường khổ đau. Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn.
dù biết có thể sẽ nhận lại điều bất như ý, bạn cũng hãy vẫn cứ cho đi. Bởi cho đi tức là bạn đã tự yêu thương mình rồi. Bạn đã hòa mình vào dòng chảy không ngơi nghỉ của cuộc sống và của đời người. Không bao giờ có cái chết, vì nơi tận cùng cũng chính là nơi khởi thủy những mầm sống mới. Một sinh viên đang tản bộ cùng với vị giáo sư nổi tiếng là Tử Tế. Đang đi thì họ bỗng thấy một đôi giày cũ nằm trên đường. Hẳn là giày của một người nghèo đang làm việc trên một cánh đồng gần đó và sắp xong công việc. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta trêu chọc người này xem sao. Chúng ta sẽ giấu đôi giày của ông ta và núp trong bụi rậm để xem ông ta phản ứng thế nào khi phát hiện ra bị mất giày." "Này chàng trai trẻ," vị giáo sư trả lời, "chúng ta không nên mua vui trên nỗi khổ của người nghèo. Cậu giàu có và có thể tự tìm trò vui cho mình bằng cách hay hơn cách này. Hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày. Chúng ta sẽ thử xem ông ta phản ứng thế nào khi phát hiện ra điều đó, được không?" Cậu sinh viên làm theo lời giáo sư và cả hai núp sau bụi cây gần đó quan sát. Người đàn ông nghèo làm xong việc, băng qua cánh đồng quay lại chỗ để áo khoác và giày. Trong khi mang áo, ông sọt chân vào giày và thấy có vật gì cứng cứng. Ông cúi xuống xem và thấy một đồng tiền. Quá sức kinh ngạc, ông nhìn chăm chăm vào đồng tiền, lật qua lật về rồi lại nhìn. Rồi ông nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Lúc bấy giờ ông mới bỏ tiền vào túi và mang tiếp chân bên kia, và ngạc nhiên gấp bội khi phát hiện ra bên kia cũng có một đồng tiền. Quá xúc động, ông quỳ gối ngước lên trời và tạ ơn người lạ mặt nào đó đã cứu vợ con mình đang không có bánh mì để ăn. Cậu sinh viên đứng bất động, nước mắt tuôn trào. "Đấy," vị giáo sư nói, "liệu cậu có vui hơn nếu cậu trêu chọc như hồi nãy không?" Cậu sinh viên đáp: "Dạ thưa thầy, thầy đã dạy cho em một bài học chắc chắn em không bao giờ dám quên. Giờ đây em đã biết ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em chưa hiểu lắm. Cho đi hạnh phúc hơn nhận lại." Cuộc đời này có rất nhiều tín ngưỡng, niềm tin, tôn giáo. Tôn giáo của bạn là gì? Tôn giáo cuộc đời tôi là luôn vui vẻ. Cuộc sống sẽ đưa bạn qua những sốc nảy, bầm tím, ổ gà và mỏm đá treo leo. Đừng để những thứ đó làm gãy đôi cánh của bạn, đe dọa bạn, hoặc làm lung lay niềm tin của bạn vào khả năng biến ước mơ của mình thành hiện thực. Dù quá khứ thế nào, dù bây giờ bạn đang ở đâu bây giờ đi chăng nữa, hãy hiểu rằng bạn vẫn có thể mỉm cười, có thể yêu và có thể sống thêm một lần nữa. Hãy tin rằng bạn có thể làm nên sự khác biệt ngay ở đây, ngay lúc này, với tiếng nói và câu chuyện của chính bạn. Hãy nhớ, bạn sở hữu sự đặc biệt bên trong bản thân mình. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu, chính ta không có, lấy đâu của mình. Ngó quanh khắp chốn hữu tình, hiểu rồi thương gửi, ánh nhìn cảm thông. Bốn bề Nam Bắc Tây Đông, là bà con cả, đời không kẻ thù. Như Phật. Em hãy nhìn như Phật, ánh mắt từ mênh mông, nhìn người và nhìn vật với chan hòa cảm thông. Em hãy nghe như Phật, nghe với tình bao la, khi lòng không biên giới, hiểu thương đời sâu xa. Em hãy cười như Phật,
nét bao dung hiền hòa, nụ cười chân thiện mỹ, làm buồn đau xóa nhòa. Ta hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc trần lao xao. Rồi ta đi như Phật, bước an lành thảnh thơi, muôn lối bừng hoa nở, làm đẹp thêm cuộc đời. Và ta thở như Phật, thở chậm và thở sâu, để nghe từng nhịp sống có bình an nhiệm màu. Mình là con của Phật, nhiều ít nên giống người. Nơi nào ta có mặt, có niết bàn an vui. Kinh Phật nói nhân quả ba đời. Một hôm, tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo câu hội. Khi ấy, A Nan Đà tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sanh niệm chẳng lành, không kính tam bảo, không trọng cha mẹ, không có tâm căn, năm diền rối loạn, nghèo khó thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sanh hại mạng, cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con giải thích mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: Lành thay, lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sanh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi tam bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sanh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: Giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời Phật chớ chê khinh. Một, đời nay làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng rồng thép tượng Phật, đời nay hưởng phước bởi nhân xưa, đai vàng áo tía cầu nơi Phật, vàng trang nghiêm Phật trang nghiêm mình, làm đẹp Như Lai đẹp từ thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu? Hai, cởi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Ba, do nhân duyên gì mặc gấm dốc, đời trước thí áo giúp tăng ni. Bốn, có ăn có mặc do nhân gì, xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Năm, ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi, kiếp trước một nửa không xả thí. Sáu, lầu cao nhà lớn do nhân gì, xưa lên chùa am cúng thí gạo. Bảy, phước lộc đầy đủ do nhân gì, xưa lập chùa am cất nhà mát. Tám, tướng mạo xinh đẹp do nhân gì, đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Chín, thông minh trí tuệ do nhân gì, kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Mười, người thấy vui mừng do nhân gì, xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Mười một, chồng vợ bền lâu do nhân gì, đời trước tràn phan nghiêm cúng Phật. Mười hai, cha mẹ song toàn do nhân gì, đời trước kính trọng người cô độc. Mười ba, không cha mất mẹ do nhân gì, kiếp trước là người đánh bẫy chim. Mười bốn, con cháu đông nhiều do nhân gì, đời trước mở lòng thả chim thú. Mười lăm, nuôi con không được do nhân gì, xưa sanh con gái dìm cho chết.
16. Đời nay không con do nhân gì, kiếp trước bẻ gãy hại trăm qua. 17. Đời nay sống lâu do nhân gì, kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều. 18. Đời nay mạng yểu do nhân gì, kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh. 19. Đời nay không vợ do nhân gì, kiếp trước tham mưu gian vợ người. 20. Đời nay ở quá do nhân gì, kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. 21. Làm thân tôi đòi do nhân gì, kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. 22. Đời nay mắt sáng do nhân gì, kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. 23. Đời nay đuôi mù do nhân gì, kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. 24. Môi miệng sức thiếu do nhân gì, kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. 25. Đời nay câm điếc do nhân gì, xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. 26. Đời nay lưng gù do nhân gì, kiếp trước chê cười người lễ Phật. 27. Tay bị cong quẹo do nhân gì, đời trước đều là người tạo nghiệp. 28. Chân bị co rút do nhân gì, kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. 29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì, xưa thiếu nợ người không chịu trả. 30. Đọa làm heo chó do nhân gì, kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. 31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì, xưa đem rượu thịt bày cúng Phật. 32. Đời nay không bệnh do nhân gì, xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. 33. Hằng bị lao tù do nhân gì, kiếp trước làm ác chẳng nhượng người. 34. Đời nay chết đói do nhân gì, kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. 35. Bị thuốc độc chết do nhân gì, kiếp trước đăng lưới giết hại cá. 36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì, ác tâm lấn hiếp mưu hại người. 37. Đời nay lùng bé do nhân gì, kiếp trước xem kinh để dưới đất. 38. Nay thường thổ huyết do nhân gì, xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. 39. Đời nay ngu điếc do nhân gì, kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. 40. Ghẻ lát phong điên do nhân gì, xông hơi thịt cá trước bàn Phật. 41. Thân có mùi hôi do nhân gì, xưa bán hương thơm tròn dối gian. 42. Đời nay chết treo do nhân gì, kiếp trước đem dây sang bẫy thú. 43. Quan quả cô độc do nhân gì, xưa thường ganh ghét hiềm mắng người. 44. Xét đánh lửa thiêu do nhân gì, cân non già thiếu lòng gian xảo. 45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì, kiếp trước gây quan tạo đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu, thọ khổ địa ngục quán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy, xa trả con cháu gần trả mình. 46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả, đời này tu tích để về sau. Nếu ai quỷ bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Kẻ nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh quả chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sanh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời trước, chính sự thọ hưởng của đời nay. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu một liên cứu được mẹ. Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sanh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. Nếu ngôi Tam Bảo ruồng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết chân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau,
xem việc làm kiếp này.